Xin chào các bạn, hôm nay mình xin đọc một bài thơ do mình sáng tác, có tựa đề là Ăn sạch. Sáng nay cô mình hỏi, có thèm món gì không? Mình không nghĩ ra được, nhà mình toàn ăn sạch, đồ ngoài quê gửi vào, tự nấu nướng chế biến, ít khi đi ăn ngoài. Trừ khi bạn bè rủ, ăn sạch thì có lợi, vừa an toàn chất lượng, vừa tiết kiệm chi phí. Vì thường xuyên ăn nhà, nên khi ăn món lạ, ở ngoài quán làm bẩn, là người mình nhạy cảm, đau bụng đi ngoài liền. Nên ăn ngoài ngon thiệt, nhưng rồi lại đi ra, gọi là xứng cái miệng thì khổ cái thân nà. Mình hay ăn quà phạt, đi làm thường hay mang, nhưng không hay đau bụng, chỉ trừ món bẩn thôi. Miệng mình hay ăn lắm, dù biết là ăn nhiều thì không tốt sức khỏe, nhưng ăn giải trí nà, tụ họp người xung quanh, chém gió chém đồ ăn. Nay mình đang bị đau, ở nhà hay buồn miệng, kiếm thứ gì đó ăn. Sáng nay đi mua thuốc, tiệm thuốc thì đóng cửa, tiệm ăn ở bên cạnh đang có nhiều người mua, mình cũng mua ăn thử. Một ổ bánh mì nè, chan nước thịt nữa nha. Kiểu này ở quê mình thường hay ăn phải đó, không giống như trong này, nhân nhiều không nước thịt. Thêm một phần bánh cuốn, bánh tráng cuốn Tây Sơn, ở ngoài quê mình nè, cuốn nem chả trứng, các loại rau xà lách, chấm nước thật là ngon. Phải là xong bữa trưa, lâu rồi mới ăn ngoài, ăn xong thì hơi ho, ngon thì không tốt nè. Thôi kệ một bữa mà, chiều lại ăn healthy, ăn sạch vẫn muôn năm.